nhận định nữ Nigeria với nữ Pháp, 2 giờ ngày 18 tháng 6, bảng A World Cup nữ, trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, lại có được lợi thế về mặt sân bãi, nữ Pháp hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu 3 điểm trước nữ Nigeria. Toàn thắng sau cả hai lượt trận tại vòng bảng, vòng chung kết nữ thế giới 2019, nữ Pháp đã gần như nắm chắc tấm vé vào vòng 1/8 khi hiện tại đang dẫn đầu tại bảng A với 6 điểm có được, hơn hai đối thủ phía sau là nữ Na Uy và nữ Nigeria 3 điểm, trong khi nữ Hàn Quốc vẫn chưa có được điểm nào. Ở vào hoàn cảnh như vậy, ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, đội chủ nhà của vòng chung kết nữ thế giới năm nay chỉ cần một kết quả hòa trước nữ Nigeria là chắc chắn đi tiếp với vị trí dẫn đầu tại bảng A, trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, lại có được lợi thế về mặt sân bãi, không chỉ là một điểm, thậm chí chiến thắng cũng là mục tiêu nằm trong khả năng của thầy trò huấn luyện viên Corinne Diacre. Xét về mặt trình độ, với vị trí của đội bóng đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA, nghĩa là hơn tới 34 bậc so với vị trí thứ 38 của nữ Nigeria, sự chênh lệch là điều không khó nhận ra. Thêm vào đó, với tư cách là đội chủ nhà, quen về sân bãi cũng như có sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, rõ ràng nữ Pháp đang chiếm ưu thế hoàn toàn vượt trội ở trận đấu này. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, nữ Pháp chỉ cần một kết quả quả là chắc suốt đi tiếp cùng vị trí đầu bảng. Chưa biết đối thủ ở vòng 1/8 sẽ là cái tên nào, thế nhưng sẽ là khôn ngoan nếu tính toán để các trụ cột được dưỡng sức ở trận đấu tới. Ở hoàn cảnh này, dù chưa chắc chắn ý đồ của huấn luyện viên Corinne Diacre, nhưng đã có những nghi ngại vào cách bố trí lực lượng cũng như quyết tâm thi đấu của đội chủ nhà. Trong khi đó, với 3 điểm sau chiến thắng 2-0 trước nữ Hàn Quốc ở lượt trận vừa rồi, nữ Nigeria đang có được vị trí thứ 3 tại bảng A. Khả năng cạnh tranh suốt đi tiếp bằng vị trí thứ 2 đang trở nên khó khăn khi nữ Na Uy chỉ phải gặp nữ Hàn Quốc ở lượt đấu cuối, và hiện tại dù có cùng số điểm nhưng đại diện châu Phi đang kém về cả hiệu suất. Ở trận này, nữ Pháp chỉ được xếp ở tỷ lệ -2:1:2 cùng thắng lợi nhuận không quá chênh lệch. Ở lần đụng độ gần nhất là trận giao hữu hồi đầu năm 2018, Les Bleus đã chốt nữ Nigeria tới 2-3-4. So với tính chất, dĩ nhiên một trận đấu giao hữu sẽ không thể quan trọng bằng một trận đấu ở vòng chung kết nữ thế giới. Chính vì vậy, đây cũng là yếu tố khiến cho nữ Nigeria trở nên đáng tin cậy hơn ở trận đấu tới. Trong một diễn biến khác, mặc dù mốc tổng bàn thắng được niêm yết ở mức 3-1-2, thế nhưng so với kèo chấp 2-1-2 thì mức này là không quá cao. Chưa kể điểm ăn cửa tài được bỏ sâu và chênh lệch với cửa xỉu cũng khiến cho khả năng bùng nổ lưới rung của trận đấu là không cao. Thêm vào đó, việc nữ Pháp cần bảo toàn lực lượng, còn nữ Nigeria khả năng sẽ chọn lối chơi phòng thủ, mốc dưới sẽ là lựa chọn hợp lý hơn trong hoàn cảnh này. Thành tích đối đầu, hai lần đụng độ trước đây, nữ Pháp đã toàn thắng trước nữ Nigeria. Tại vòng chung kết nữ thế giới 2011, hai đội cũng đã gặp nhau ở vòng bảng, nữ Pháp giành chiến thắng 1-0, khi đó họ đã cán đích ở vị trí thứ 4 và cũng là thành tích tốt nhất ở đấu trường này. Lần gặp nhau gần nhất của hai đội diễn ra hồi đầu năm 2018 trên sân Emirates Arena Le Mans trong một trận đấu giao hữu, nữ Pháp đã giành chiến thắng 8-0.